Dạ con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Thì cô chú hôm nay nè, con kể cho cô chú nghe cái câu chuyện đó, cái thằng ăn xin chữ, cái thằng ăn mày, rồi gặp cái thằng ăn cướp đó, cướp 2.000 đô ha cô chú ha. Thì cái câu chuyện xung quanh lùm xùm hổm gài á, bây giờ mình nói trước tiên là hai vợ chồng cái thằng bán cam là cái nhân vật trong cái câu chuyện này là ăn cướp đi ha cô chú ha. Ngộ nghĩ hai vợ chồng không biết làm sao, cô chú lên trên cộng đồng mạng ha, giải thích phân tích này phân tích nọ, đưa ra lý do này lý do nọ một cách hết sức là ngu xuẩn cô chú. Đầu tiên cái thằng ăn xin là gì nè cô chú, đó là thằng nhóc heo đó, nó xin xỏ kênh Jimmy gì đó là cái số tiền để mua điện thoại, và ảnh cho tiền cũng như ảnh nói trên kênh Anh Tân Lang Thang Sài Gòn, và cái đó là tự cho không có xin. Còn cái câu chuyện là xin hàm găng 2.000 đô hay cô chú ha là có thật đó, thì con hỏi cô chú đó có phải là thằng ăn xin không, mà cái thằng ăn xin đó nó đâu có khác gì cái thằng ăn mày đâu, thậm chí cái thằng ăn mày đó là nó đường cùng rồi, là thằng trọng súng đó, nó lên nó mồi chài, nó ăn xin ăn xỏ, nhưng mà nó đỡ hơn là cái thằng ăn xin đó. Tại vì mình đã, bản thân mình đang phản biện, mình đang vạch trần cái bọn lừa đảo qua mặt mạnh thường quân, qua mặt khán giả mồi chài ăn xin ăn xỏ trên cộng đồng mạng, thì mình nè, mình đang là cái thằng ăn xin vậy đó, mà mình chửi cái thằng ăn mày. Cái thằng kia nó liều rồi, nó nghèo, nó ăn mày rồi, phải không cô chú? Đó thì con nói cô chú nè, rõ ràng mình không đủ tư cách để mà mình lên mình nói gia đình trọng súng, phải không cô chú, tò te phải không? Đó, trong khi đó mình tại sao mình lên mình nói mà mình dấp phải cái lỗi đó? Đó rồi xong, cũng gạt gẫm anh thường quân là anh Jimmy đó, đó thì nhóc heo đó cô chú, thấy rõ ràng không, y chang, nó cá mè một lứa, đâu có đủ tư cách gì nói đâu. Rồi xong, bởi vì con nói cô chú nè, núi này cao còn có núi kia cao hơn đó, cái thằng ăn xin đó, phải không? Nó cũng qua mặt khán giả, nó cũng chửi cái thằng ăn mày, xong rút cuộc có không, nó cũng xin được cái số tiền là con nói cô chú là 90% là có nắm chắc trong tay đó. Không ngờ gặp cái thằng ăn cướp, nó cướp ngang, nó giật ngang tay một cái hỏng cẳng. Rồi xong đó thì con hỏi cô chú đó, nó có phải không, có phải những cái đứa đó đó, nó có phải là những cái thành phần mà cặn bã không, mà lên trên cộng đồng mạng, lên trên cộng đồng mạng hết toàn hay là lên hay là toàn chửi lộn không à, mà mình nói nó chửi lộn là nó không chịu à. Rồi ba hồi nó tự xưng nó là phản biện, rồi ba hồi á cái nó có mạnh thường quân rồi, bây giờ nó không còn phản biện nữa đó, nó làm từ thiện. Mà con nói cô chú này, với cái bản tánh mà ăn cướp giật chọc vậy đó trên cộng đồng mạng vậy đó cô chú đó, thì không có đủ tư cách, không có đủ đạo đức, không có cái gì để mà làm từ thiện hết chứ cô chú. Dòng tham lam đó, phải không, giật trên tay của cái thằng ăn xin kia, đó là nhóc heo đó, 2.000 đô, thì cái lòng tham lam nó trỗi dậy với cô chú đó. Thì con hỏi cô chú ơi, đó làm sao mà làm từ thiện được? Làm từ thiện á, là mình không còn tham lam mấy cái chuyện đó này nọ nữa, thì á, là mới tới tay được tiền của mạnh thường quân, phép cô chú. Còn cái này, còn cái tánh tham lam như vậy, ích kỷ như vậy, ghen ăn tức ở như vậy, thì con hỏi cô chú đó, phải không, tiền mạnh thường quân thì sẽ tới tay rồi cũng sẽ bị cắt xén thôi cô chú. Thì hổng ra cái câu chuyện lùm xùm đó, thì cô chú thấy rõ ràng không, cái thằng vợ chồng bán cam này nè, đó là nó ăn cướp giật dọc người ta luôn đó, chứ đừng nói cái tiền của anh My này anh My nọ rồi cho vợ chồng nó gửi về này nọ, thì người ta còn không nói nữa mà lên trên cộng đồng mạng các anh các chị có quyền chỉ nói. Ở đây là người ta là vạch mặt cái bọn sai trái, cái bọn YouTube bẩn, chủ yếu là nó mồi chài ăn xin ăn xỏ trên cộng đồng mạng để nó lừa gạt mạnh thường quân, phải không cô chú. Là đâu có nhất thiết là mình phải nói cái tụi con ngu một quần hay một phút hay năm chuồng chó hay cái gia đình trọng súng đâu. Nếu mà mình tự xưng là anh em này nọ, phản biện này nọ, thì sai cũng phải bị dạch thôi, chứ đâu phải mà không dạch đâu, phải không cô chú. Nếu mà tụi con không dạch thì tụi con đồng tình với cái sai của tụi nó, cô chú thấy không. Rõ ràng mình đang nói về cái nhân vật trọng súng tò te ăn xin ăn mày trên cộng đồng mạng, mà nó còn ăn còn đậm hơn ta nữa, mà nó không cho nói, có nghĩa là nó lên trên cộng đồng mạng vợ chồng bán cam nói gì nè cô chú, đây là tôi không đụng tới anh tới chị thì các anh chị không có quyền gì đụng tới tôi. Ủa sao ngộ vậy, mình lên trên cộng đồng mạng mình cũng sống vì cái cộng đồng mạng mà, nó phải không cô chú, thấy rõ ràng không. Thì anh Jimmy đó là cũng người trên cộng đồng mạng, cũng khán giả, rõ ràng thì nó lừa người ta, rồi nó nói dốc, nói láo, nói xấu này nọ, rồi nó khóc lóc, nó làm con nói cô chú, nó diễn tuồng ha, còn dữ hơn vợ chồng của ông trọng súng rồi đó cô chú. Thì cô chú thấy không, đó đâu có phải mà mình vu oan vu khống gì cho vợ chồng nó đâu. Rồi bây giờ nó lên
nó lên nó nói trời ơi cái chuyện anh mi này anh mi nọ hay giúp đỡ vợ chồng nó này nọ hay gì cũng ghen ăn tức ở, thì cho nên mới lên mới nói ủa ai đâu rảnh em ghen ăn tức ở, đã người ta lên nó làm là trong cái câu chuyện này rồi cô chú Phong, là người ta bất cứ cái khán giả hay mạnh thường quân nào mà người ta cảm thấy có cái dấu hiệu bị lừa gạt thì người ta có quyền người ta lên tiếng nói. Thêm cô chú, ở đây là những cái kênh vạch mặt những cái kẻ xấu, thì tụi bay là một trong á, những cái kẻ xấu đó đó mà núp núp vô hả, cái nhãn mác của tụi bay là làm từ thiện. Con nói cô chú này nó làm nó không có lợi gì, nó làm cho cô chú dữ lắm. Con biết cái vợ chồng thằng này, cái bản tính vợ chồng thằng này nó kỳ cục dữ lắm, nó vô một khúc rồi này khúc nọ phong cô chú chửi nó cũng được nữa đó. À, thì nó nghe chưa à, miễn sao cho tiền đó là nó nghe à. Cô chú thấy rõ ràng không, cái câu chuyện cũng vậy, nó câu chuyện con Nga Quỳnh nó chửi đã nhau rồi đương chịu cũng lấy, nó không biết nhục là gì, nó cũng vì tiền bất chấp. Thì con hỏi cô chú ơi, thì nó làm từ thiện thì nó tự đánh bóng tên tuổi nó, rồi nó muốn làm gì nó làm, cũng muốn không làm thì mình cũng đâu có biết gì đâu với cô chú. Gọi trong đó đó nó mua đồ cho người ta, nó cắt nó xén cô chú biết không, phải không? Con nói thiệt với cô chú, hay cô chú làm từ thiện kìa, cô chú bỏ tiền từ cái đồng tiền của mình kìa, thì cô chú mới hiểu thôi và nó mới đem lại công đức thôi. Còn tụi này nó sống bằng cái nghề từ thiện, đầu tiên là nó dấn thân vào là chủ yếu là nó nhắm vào là cái vụ mà làm từ thiện rồi vợ chồng đó. Con hỏi cô chú bấy năm nay nó sao nó không làm đi, bây giờ nó lên nó cũng muốn đu theo, nó nổi tiếng này nổi tiếng nọ, rồi nó cũng lừa người ta đó chứ đâu phải nó không lừa đâu. Nó là lừa mà cái dạng như lừa trắng trợn, mà lừa mà con nói cô chú nha, lừa mà nó như là muốn công khai luôn đó, nó kêu gọi luôn đó cô chú thấy không. Những kênh kia người ta có dám kêu gọi đâu, còn tụi nó điếc không sợ súng là thật đó cô chú. Nó rồi nó nói cái câu chuyện vợ chồng nó không có mượn con làm thumbnail thumb này thumb nọ đó cô chú ra, con không có khùng đâu cô chú, con nói thiệt á, con xấu chứ con không có khùng, con cũng không có rảnh đến nỗi mà làm giùm ai này nọ mà trong khi người ta không nhờ mình đâu cô chú. Con nói thiệt cô chú thấy không, nhầm clip của con đó, con đến nỗi con còn không có ở không nữa mà con làm hình đó. Giờ cô chú dở các clip của con đi đó, khi mà con rảnh cái con làm một loạt, còn đó, gần gần đây nè cô chú lu bu đó, hay là con còn không có làm hình được của con nó, đừng nói chi mà con làm cho ai, phải không cô chú? Nhờ con rồi không lẽ con không làm, tại vì cái tính con là tính bao đồng, cái tính nhiệt tình nên là người ta chửi vậy đó cô chú. Nhờ là làm mà, trừ khi mà cô chú nhờ con he, mà con cái khả năng của con không có, không có làm được thì con không không giúp thôi, thì con từ chối thôi. Còn làm con nói cô chú ngày đêm gì con cũng làm, mà vợ chồng nó he trực tiếp, nhầm khi ban đêm ban hôm cô chú nhớ không đó, thì trước khi nó cũng điện. À, còn không thôi ha thì là nó điện nó làm hình đặng nó đăng lên trước cô chú, rồi xong còn không thôi là hết cái đường like nó cũng nhờ nó điện nó gọi ban đêm không, mà vợ chồng nó gọi con chứ con gọi làm gì cô chú phong. Nó gọi vợ lên đây à, chị gọi cho chồng tôi chứ tôi không có gọi cho chồng chị này nọ ha, ủa không có gọi cho chị à nghe. Nó gọi cô chú tham, nó con mở cái tin nhắn ra cuộc gọi này nọ nhật ký đó cho nó đội quần với người ta luôn, rồi nhắn tin người ta, gọi điện thoại người ta không không nghe hai cuộc rồi xong phong là biết rồi phong cô chú đó. Rồi còn thêm nhắn tin nó hỏi nữa, hỏi lý do tại sao không nghe này nọ. Con nói cô chú nghe còn nhiều cái nữa con mà nói ra cái đội quần luôn á cô chú. Con nói thật sự cô chú luôn á, tại vì con không có muốn nói thôi, mấy cái chuyện nó không có liên quan gì cái câu chuyện mà mình lên trên đây mình phản biện những cái thành phần mà trục lợi tiền từ thiện này nọ đâu cô chú, con không thích nói. Nhưng mà con vợ nó lên nó nói không mượn nhờ hình thumbnail rồi gọi cho chồng nó chứ chồng nó không có gọi nó, thì cô chú thấy không, con mới đưa lên thôi. Con nói thật sự cô chú ha, ai cũng biết trong cái nhóm mà phản biện nha này nọ hay ai mà không biết cô chú, nó nhờ giáp hết trơn luôn vậy đó cô chú. Con phải mà con kể lể đâu, con nói thật sự cô chú con làm còn rất nhiều kênh kìa đó. Con cũng cũng không có muốn mà nói đâu đó, con làm này làm từ tâm thôi, thậm chí nhiều người luôn ngỏ lời luôn, gửi tiền cà phê cà pháo cho con nữa nha, con còn không nhận nữa cô chú. Con nói không, con đâu phải làm dịch vụ, ví dụ mình làm dịch vụ đi thì mình ăn tiền, còn này mình biết thì mình chỉ, phải không cô chú? Đó, con còn không chịu nữa, nên đâu phải mà mình sống gì hả mà cái ba cái đồng tiền mà để mà mình làm YouTube này đâu cô chú. Con cũng có công ăn việc làm ổn định này nọ chứ đâu phải như tụi nó, trời ơi hết chủ đề nói thằng nhóc heo cô chú, vì like vì view đó, vì like vì view hay gọi đầu không có chủ đề gì, cắn lại anh em phanh khui anh em, trời ơi nó không biết nhục. Tụi nó có như có phải là những đứa nổi tiếng gì đâu cô chú, những đứa tào lao bắt xế xàm xí đú đó cô chú thấy giờ không, nó khán giả người ta quảnh mặt đó, nó ảo tưởng sức mạnh
nó thấy là cái lượng khán giả cổ vũ coi nó nhiều, nó tưởng đâu là coi là yêu thương nó thật sự. Con nói cô chú nè, nếu mà cô chú nào mà lên người ta coi, người ta ủng hộ là cũng những cô chú đó là người ta cũng yêu cái lẽ phải, yêu cái thật, phải không cô chú? Con này vợ chồng nó lên nó ma mị, nó dốc láo rồi nó gạt gẫm, nó làm tùm lum hết trơn vậy đó là mất lòng tin, rồi nó chửi khán giả nữa. Nó đâu có cần khán giả đâu, nó cần Mạnh Thường Quân không à. À, thì cô chú thấy rõ ràng không? Thì người ta quay mặt rồi nó cũng so sánh, nó phân bì. À, tại sao khán giả này lên trên cộng đồng mạng nói vợ chồng nó như vậy, rồi đưa đưa người này người kia lên ha, mà chửi vợ chồng nó, à, sao mà anh không chửi, anh không nói này nọ. Ý là nó nói là mình dụ nó ra này nọ, y chang những lời nó nói đó cô chú. Trời ơi, con nhỏ này thật sự cô chú. Bởi vì đúng là bạn hàng, trước khi mình nói mình phải suy nghĩ. Đó là những cái lúc của cô chú là người ta chưa có muốn nói, vì người ta còn nể nhau, pháp cô chú, người ta không có kêu tên, thì để cho các anh em rồi nên dừng lại đi. Nó còn nhóc hỏi cô chú thấy không, trời ơi mấy cha mấy mẹ ơi, con lại mấy cha mấy mẹ, con bị quan, mấy cha mấy mẹ chửi thì mấy cha mấy mẹ kêu tên mẹ ra đi ha, để cho người ta biết chửi đó, thấy không cô chú? Nó thách thức, thấy đây người ta kêu tên là con nói cô chú, mà khi mà mở miệng ra cái đó rồi là không còn tình nghĩa, không còn anh em con mẹ gì đâu. Con nói thật sự cô chú luôn, chứ con ha, chả có sợ ai ha, mắc mới gì mà mình phải sợ, phải chi mà mình có ăn chia nó này nọ, mình sợ nó bươi sợ móc. Có những người á chắc có ăn có chia gì cho mấy nên nín thinh, còn con trời, con đường đường chính chính, con nói thật sự luôn á cô chú đó, cái gì á, sai là con nói sai, còn cái gì đúng thì con nói đúng, phải không? Ở đâu á, mà sợ dùng đồ bá dơ bá lấp mà sợ gì? Con nói cô chú ha, con á, tụi con á ha, là làm gì chính nghĩa, làm gì mà mình cảm thấy những cái gì sai trái này không có hợp á, thì tụi con lên, tụi con phanh khui, tụi con vạch trần để cho cô chú trên cộng đồng mạng, khán giả đồ người ta bị đừng có lừa gạt, bị lừa đảo đó, chứ tụi con đâu có lợi gì đâu cô chú. Nó nói lấy cái hình của tụi nó này nọ, tụi nó ngu, bởi vì một lũ ngu. Đây nè, ta nói cho vợ chồng mày, vợ chồng bán cam biết nè, là nhớ không? Nhớ cái lúc á mà chị Thiên Thơ ơi, chị làm giùm cho em á, là cái hình của con quần với cái con heo nái đó, đó lấy cái quần á đội lên đầu nó giùm em đi đó, thì mình đang nói về cái nhân vật là con ngu một quần và con heo nái, thì vợ chồng mày cũng biết đó, kêu lấy cái hình đó để làm, là có nghĩa là để lên là người ta biết là đang nói về cái nhân vật đó. Thì bây giờ nè, vợ chồng mày đó thích nổi tiếng quá mà đó, nổi tiếng quá đó, thì đang nói về vợ chồng mày thì tao lấy cái hình, thì ta lấy cái hình đó, thì người ta cũng che đợi, chứ người ta thật sự người ta cũng không có cần, đâu phải người nổi tiếng gì đâu, toàn là người tai tiếng không mà cô chú. Cô chú thấy xấu hổ không? Nhưng mà ở đây là đang nói cái câu chuyện vợ chồng bán cam, thì làm như vậy để cho khán giả nhầm khi đó, người ta không cần đọc chữ, người ta nhìn người ta hiểu, nhưng mà người ta cũng có che mặt lại rồi đó, người ta cũng không có vi phạm cái gì, không có lấy hình ảnh gì chứ. Còn mình cảm thấy đó, người ta lấy hình ảnh của mình như vậy thì mình đánh gậy đi, mình đánh bản quyền đi, phải không cô chú? Nó không hiểu gì trơn á, mà ngộ mà nó là cũng một trong những cái người á, là biết như vậy đó, mà vợ lại nói như vậy không hiểu. Rồi nó nói gì nè, cũng cảm ơn các anh chị này nọ đã PR cho vợ chồng nó, để cho vợ chồng nó nổi tiếng. Trời ơi nó ngu cô chú đó. Bây giờ nè, nó cũng nói luôn, muốn nổi tiếng cho nổi tiếng luôn đó. Thì con nói cô chú nè, tất cả các cô chú nè, xem cái câu chuyện này nè cô chú, cứ việc chia sẻ, cứ việc hả mà bấm like luôn cô chú, để cho nó lan tỏa cho cả một cái xã hội này là biết vợ chồng nó là những cái kẻ như vậy đó, những cái kẻ như vậy đó cô chú ha, để cho nó nhục nhã người ta, cho nó nói bia, mà con nói cô chú dòng dốt mà nó nói chuyện nghe mắc cười, thậm chí nó nói bia vậy đó. Con nói cô chú nó chưa biết cái nghĩa thật sự của cái từ bia đó là gì đó. Tao hỏi mày đó, nó mày học cao quá mà, nó là bằng là đại học luật đó, mày đâu mày ra mày nói thử coi, nó cái từ bia là viết tắt của cái từ gì. Thế là mình nói nghe thử rồi. Ở đó mày đặt tàu lao, người ta chửi mình không biết nhục nữa cô chú, còn nói bia ở phái nổi tiếng. Đúng rồi đó, đó là y chang gia đình trọng súng của cô chú đó, đó là những người nổi tiếng nghe cô chú nghe đó. Đó thì đúng rồi, quá trời nổi tiếng luôn rồi. Nổi tiếng gì, một cái người nó lật lọng đó, ăn đằng sóng nói đằng gió, rồi đầu ha cũng hả mồi chài, đu bám mục tiêu nó là nó cũng nhắm vào Mạnh Thường Quân. Bây giờ nó đu dính Mạnh Thường Quân, nó không cần ai đó. Ai lên trên cộng đồng mạng chửi nó thì nó có quyền nó chửi lại.
Trời ơi, giờ nó khoanh khui ghê, tùm lum từ lưa này nọ chứ, mà cô chú là con nói nó sai, vợ chồng nó sai toàn tập luôn. Nó lên nó phản biện cái gì đâu, nó lên nó chửi lộn, nó tư thù cá nhân, rồi nó còn lợi dụng, nó còn kéo nữa. Trời trời, cái câu chuyện mắc cười của cô chú. Cái câu chuyện gì nè, vừa ăn cướp vừa la làng. Nó ra một cướp giật trên tay của cái thằng ăn xin, thì cái nãy giờ con cũng nói rồi đó. Nó rõ ràng không, vậy đó mà lên. Lên nó còn ha, hóng khách này hóng khách nọ, phe tiền này phe tiền nọ. Biết rồi, sao mày nói là mày khoe tiền, mày có tiền này tiền nọ nhiều lắm, mày cầm nhiều lắm, mà sao mà mày gặp anh Jimmy cái mày hay gì, cái có 2-3 ngàn đô cái mày khóc lóc vậy, mày than nghèo, mày than kể khổ này nọ vậy, rồi mình giàu quá sao mày 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 xin lai xin view chứ gì, ước mơ gì, ước mơ gì ha, cái kênh bự để đi làm từ thiện gì, ước mơ kênh bự thôi đặng đi gạt người ta hả, nhưng mà em sai lầm rồi em ơi. Nếu mà có cái lượng khách bự là mình phải tự bỏ công sức ra, năm này tháng nọ mình làm mình tạo được cái tình cảm của khán giả, người ta yêu thích mình, người ta đăng ký, đó là những cái khán giả thật, là những cái khán giả đó, đó là người ta đem lợi nhuận cho mình là tiền lương YouTube mỗi tháng. Càng nhiều người đăng ký tức càng nhiều khán giả xem thì mình có càng có nhiều tiền. Còn cái này vợ chồng á, nó lên nó chửi khán giả không, mà cô chú nó không cần khán giả. Khán giả không phải là ông nội nó, là không có quyền lên nói vợ chồng nó, mà nó lên trên cộng đồng mạng nó tung hoành ngang dọc như vậy mà nó không cho khán giả người ta góp ý, cô chú, mà người ta góp ý là người ta góp ý để cho nó, để cho nó biết đường, nó biết cách sống này nọ, người ta binh vực nó mà nó chửi luôn. Đó, giọng thứ của nó cô chú mà. Ăn tầm bậy thì được chứ đừng có nói tầm bậy tầm bạ, là khán giả người ta mạnh lắm chứ đừng nói khán giả không làm YouTube không có quyền. Khán giả người ta ha, cái tiếng nói rất mạnh đó cô chú. Thậm chí mình nè, mình ví dụ mình kênh này, chủ kênh đi cô chú, đó thì mình mâu thuẫn, mình xích mích với nhau phải không, cái mình chửi lộn nhau thì người ta coi thì người ta biết, thì cũng nói thời tuổi nó chửi lộn qua chửi lộn lợi này nọ thôi. Nhưng mà khán giả là người ta có một cái cách nhìn công tâm, ai đúng ra đúng, ai sai ra sai, phải không cô chú? Hay cô chú thấy rõ ràng không? Cái câu chuyện này khán giả phong lòng dân, con nói cô chú nghe ha, là mạnh mẽ lắm chứ không phải như như vợ chồng nó đâu. Nó cứ nghĩ là dân là khán giả cũng không cho mình được, mình đéo cần, mình chẳng có cần ai. Nói cô chú thấy không, nó ngông cuồng, nó hóng hết, nó lên trên cái kênh của người ta nó bình luận á, nó đéo chả sợ con nào thằng nào đó cô chú thấy không. Còn nó cô chú nè, nó không có sợ ai hết mà nó sợ anh Jimmy thôi, nó sợ tiền thôi ha. Nếu mà nó chửi anh Jimmy ha là nó không có tiền, nó sợ cái đồng tiền cho nó lên nó phục phục, nó dạ dạ, nó thưa thưa, nó cảm ơn này cảm ơn nọ. Bây giờ nó lên nó nói ha, giờ nó không còn qua lợi với Jimmy, anh Jimmy này nọ nữa. Con nói cô chú nghe gì nè, nó nói như vậy đặng đừng có cho mình phanh khui mình bươi móc. Mà con nói rồi, cái cặp vợ chồng nè, tụi con nói hoài thích nói giờ nào là nói đó cô chú. Nó còn nó có giỏi thì nó làm gì thì nó cứ làm đi, phải không cô chú? Mình đâu có tè ai đâu, phải không? À, thì để cho mình đừng có nói nữa, để cho anh Jimmy đừng có mỗi ngày dồn vô này nọ để có xa lánh nó, chứ thật sự vẫn còn qua lợi nghe cô chú ha. Nhưng mà kệ, mình đã nói hết về bản chất của con người vợ chồng nó rồi, mà ai mà còn u mê quá thì gán chịu, ai đâm đầu thì mơi mốt đừng có la làng, phải không cô chú? Mình là mình hết trách nhiệm mình rồi, tại vì mình thấy cái sai trái của xã hội, mình cần vạch mặt, mình cần lên án những con người như vậy, thì mình không có phân biệt kỳ thị ai, bất cứ ai mạnh thường quân khán giả nào đó trên cộng đồng mạng mà quen không quen gì cũng vậy hết trơn, tụi con cũng đều dành lại cái quyền lợi cho họ. Mà bây giờ mình đã dành tới vậy rồi thì vẫn còn mà tiếp tục nữa thì đó là cái nghiệp, hoặc là thiếu nợ thì phải trả cho vợ chồng nó đi, phép cô chú. Nói chứ mình là mình đâu có phải có trách nhiệm này trách nhiệm nọ hoài tối ngày bảo vệ đâu. Những người ngoan cố thì thôi mình thua, mình đầu hàng thôi. Cái clip này tới đây thôi cô chú ơi, để chừa lại cái clip sau con làm này con nói rõ nó, cô chú yên tâm đi. Cái gia đình của bán cam này vẫn nói hoài mỗi ngày không có hết chuyện đâu cô chú. Dạ thôi con xin chào nha.